của Đại Tần. Các ngươi là vinh quang của Đại Tần, là chỗ dựa của Đại Tần. Đúng hay không đúng? Ta muốn họ lấy đi từ tay ta thế nào thì sẽ phải trả lại như vậy. Hơn nữa, phải trả lại gấp bội. Họ sẽ không nghe theo sắp xếp của Thái hậu chút nào. Không thử, sao mà biết được?